À đây, ăn cái gì? Hả? À? Nào đây. Hả? À? Hả? À? Sao? Bà cho cái này mà. Ê, dối rồi. Tìm không? Ôi, mình đi đâu ơi? Đi về bà. Chờ chị thôi. Nào đây, ăn cái gì? Hả? Nào đây. Hả? Bà gặp mấy cái đồ này, đồ cũ mà để bà cất đi. Hử? Nào. Đây là đồ chơi với mẹ đấy. Hả? Nào. Rồi. Đây. Làm gì ạ? Nào. Đồ này không mặc, bác cất đi nhá. Nè. À. Anh đi tránh nhá. Ra ra mẹ đi. Đi. Anh em mẹ đi. Nào. Bác cất đồ thôi mà. Nào vậy. Hả? Nào. Nào. Ừ. Nào vậy. Sao đâu? Hả? Sao? Sao bố đi á? Hả? Sao? Sao đi á? Ừ? Sao đi à? Ừ? Đâu, cất cái đồ này mà. Đồ này ấy mà, để bà cất đồ không dùng. Đồ này nó không dùng, cho vào vali cất cho nó gọn tủ nhá. Nhá, đi sang mẹ đi. Sang mẹ về, mẹ về đi. Quỳnh Hà chơi tiếp nhá. Chơi vòng sắp vào tiếp. Hả? Hả? À. Xếp đồ. Hai mẹ con lên ngồi đi. Bác cất cái đồ này nhá. Thôi bác không đi đâu đâu. Đi đâu, ngồi đây chơi. Bác chỉ cất đồ thôi. Ở đây với mẹ nhá. Bác đi tí đó. Ngồi lấy. Ừ. Sao rồi? Hả? Bác cất thôi mà. Bác cất thôi mà là sao? Sao? Ừ? Sao nào? Ừ? Sao rồi? Không đi đâu đâu, ở nhà mà. Ừ? Có đi đâu đâu không? Hả? Đi đâu đâu? Hả? Đi đâu mà đi theo? Ừ.
ba cách đồ thôi, ba lên tầng cho nhé. Nào, em này mình. Chơi nhé. Ba cách đồ thôi. Sao? Ba cái này mà. Nào, đến đây mẹ. Ba đi lên tầng thì cất đồ chứ ba có đi đâu đâu. Nha. Thấy chưa? Nào, lấy mẹ nào. Nào, mày đi chơi. Nào, mày đi chơi nha. Lấy đồ chơi ra chơi nhá. Lấy đồ chơi ra chơi, đi chơi đi. Lấy đồ chơi. Đi. Mày đi chơi. Ngó ba. Ba chỉ cất đồ thôi, ba không đi chơi đâu. Vào đây chơi. Ba không đi làm nữa đâu, công tác đâu, ngồi đây chơi đi. Nào. Đi. Đi ngồi đây chơi với mày nhá. Đi chưa? Ngồi đây chơi nhá. Ngồi đây chơi đi. Đấy, chơi đi. Chơi chơi với mẹ đi. À. Ờ, lên đây ngồi ăn, mẹ mang ngồi đây cho ăn. À. Đây. Em ngồi ăn trái cây đi. Ngồi ăn trái cây đi. Ngon không? Ngon nhỉ? Đi ăn đi nhá. Đây, mình vào đây ngồi ăn trái cây đi. Xong ngồi chơi rồi chị. Ừ.
Dạ đi nhá. Mình ngồi đấy nhá. Mình ngồi đấy với mẹ nhá. Ngồi đấy ba tắm nhá. Em không lên đi nhá. Em đi ăn đi cái. Anh đi lên trên đây. Thôi ba lên tắm thôi. Làm gì cho ba ra mà, ba chỉ tắm thôi. Ba đi đâu bắt đầu 4 gì. Ba tắm thôi. Mình đi đâu đâu, bữa nay không đi nữa mà. Nào, hả? Nhá. Có mẹ là anh đây lo cái gì? Nhá. Đi xuống ăn nhá. Xuống ăn đi. Đúng hả? Đây ăn trái cây mà, trái cây sẵn đây này. Hả? Xong ăn đi. Cái ngon đấy không anh? Ăn ngon chưa? Giờ đi ăn hết nha. Không phải tìm ba nữa đâu. Rồi, em đưa anh đứa cho này. Anh đứa nhé, đây là anh đấy. Rồi, anh đứa. Cảm ơn. Ngon không? Ngồi đây ăn hay không ăn? Chạy lên làm gì? Hả? Đi tìm á? Sợ ba đi tiếp à? Ăn nhó. Ăn chay thôi.
Đây nhá. Đây mẹ nào đây nhá, mẹ bé nhá, mẹ bé nè. Đây nhá, đây là đằng kia nhá. Ừ. Đây là 5 nhá.